Rồi, cho Phi miền Tây Vlog chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn các anh thợ anh sẽ cắt cái cây dừa này nha các bạn. Đó. Cắt cây dừa kế bên cái nhà giữ xe của bạn. Máy che để anh ta giữ xe các bạn. Đó. Giờ anh đang chuẩn bị leo lên các bạn. Thì anh thợ này mình cũng hay quay ảnh cầm cái ít tin làm dài các bạn. Anh hay cắt mấy cây còng, cây khủng rồi. Này anh cắt cây dừa các bạn. Giờ anh đang chuẩn bị leo lên này. Để tí coi ảnh cắt bằng cái máy cưa nào nha. Rồi mình quay cho các bạn xem các bạn. Ù dơ, một đống dơ luôn các bạn ơi. Mấy cái con vơ nó bay ra đó. Rồi để coi anh quyết định là anh lên anh cắt hết tàu hay là anh bấm cho nó rớt xuống nha các bạn. Dừa này các bạn là lão luôn rồi các bạn ơi. Dừa này già dữ lắm rồi nha. Đó, là cái bên nhà giữ xe này. Dừa này nói chung là nó cũng còn trái các bạn, nó trái cũng nhiều mà gần nhà giữ xe sợ mùa mưa các bạn, mùa bão gió nó ngã bật gốc nên người ta kêu hạ, kêu anh thợ này mướn anh thợ này hạ các bạn. Đây giờ anh thợ này anh đang đứng ngay chỗ này nè các bạn, để coi chắc anh quyết định anh bấm ngay đó hay sao mà không. Giờ anh tụt xuống các bạn ơi, anh tụt xuống rồi à, anh lên đó anh cột dây nha, cột dây chắc là anh hạ nguyên cây luôn nha các bạn. Rồi anh xuống nè, rồi để xem anh hạ nguyên cây nè. Leo xuống rồi mà nó hồi nãy anh leo lên trên đó các bạn, anh cột cái dây á. Vì là anh xuống ảnh sẽ hạ nguyên cây này nha, để coi ảnh hạ cái kỹ thuật ảnh lấy lái làm sao cho nó đừng có trúng vào cái máy nhà xe của tầng các bạn. Cây này mình thấy dừa trái còn quá trời nhiều luôn. Đây của ảnh ở đằng kia là nó có hai cái máy cưa các bạn, một cái là cái máy ảnh hay dùng hoài đó, Kirot 396 này, với cái kia là cái Makita Kongo các bạn ạ. A3502 nha. Đây để coi anh lấy cái nào các bạn. Rồi vậy là anh lấy cái Makita các bạn ơi. Makita A3502 nha. Rồi vậy là anh quyết định anh hạ anh cắt ngang dưới luôn nha các bạn. À, mình đứng xa ra tí mình lấy cái cây cho nó ngã thử coi cái máy nó như thế nào nha các bạn. Giờ anh đang mở miệng nha. Tuyệt vời quá các bạn ơi, không có trúng cái máy nha. À, cái máy còn nguyên nè. Quá dữ. Oh.
các bạn. Đây đằng kia là cái kilowatt 3.6 các bạn. Cái này là cái kilowatt 396 này các bạn. Đây cái này mình cắt ra làm 2 khúc các bạn ơi. Khúc mình để chiều dài để mình xẻ dán nha. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều nha. Nếu các bạn xem thấy hay thì nhớ cho mình xin một like nha. Nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Phi Mình Quay Vlog nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.